Xin chào anh chị khách hàng, hiện tại thì Giang đang có mặt tại trục đường N1 của dự án The Standard Bình Dương anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ với anh chị khách hàng một căn nhà phố phía khách hàng của Giang gửi lại để bán lại. Thì chị khách hàng này chỉ mua trong giai đoạn đầu và chỉ bán lại trong cái giai đoạn này giá cực kỳ là tốt luôn. Nếu anh chị khách hàng nào quan tâm có thể vui lòng liên hệ với kênh Căn Hộ Bình Dương qua số điện thoại 0916 470 880. Và cái căn của chúng ta có mã căn là liên kế 6.14 anh chị khách hàng nhé. Và đây là căn của chúng ta đây. Và tại sao Giang chia sẻ căn này đến anh chị khách hàng? Khi mà Giang chia sẻ một cái căn nhà phố thì Giang rất là lưu ý đến những cái thiết kế của căn này cho anh chị khách hàng. Thì như anh chị khách hàng đã biết thì căn The Standard của chúng ta có thiết kế là lợp tầng thông minh anh chị khách hàng nhé. Và anh chị khách hàng có thể từ khoảng xa ha, anh chị di chuyển, anh chị nhìn vào cái sân trước của cái căn của chúng ta nè. Căn chúng ta là phía trước nhà có một cái cây xanh nè, sẽ che bóng mát ha. Rồi mặt trước thì thứ nhất là không bị vướng nắp cống, anh chị thấy không có một cái nắp cống nào hết. Thứ hai là không bị vướng trụ điện, cũng giống như anh chị có thể nhìn qua những cái căn bên cạnh, anh chị thấy không, nó có nắp cống, nó vướng trụ điện nữa đó. Thì cái căn này là không bị vướng nắp cống gì hết, nhìn rất là thoáng và đẹp luôn anh chị khách hàng ạ. Cực kỳ đẹp ha, đúng không ạ? Và giai đoạn đầu thì phía chị khách hàng, cái căn này là căn Giang lựa chọn cho chị khách hàng của Giang sở hữu. Và ban đầu thì chị ấy mua là để ở, nhưng mà do cái kinh doanh của chị ấy di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chị ấy không còn ở khu vực Bình Dương này nữa. Thì chị chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và chị muốn bán lại cho những khách hàng nào đang sinh sống tại Bình Dương và muốn sở hữu một căn nhà phố biệt lập trong cái khu đa tiện ích như The Standard này thì có thể liên hệ ngay với Giang. Cái căn nhà của chúng ta, anh chị nhìn lên trên ha, thiết kế của căn chúng ta là một trệt hai lầu và mặt sau cực kỳ là thoáng luôn anh chị khách hàng ạ. Bây giờ Giang sẽ mời anh chị khách hàng cùng di chuyển ra phía mặt sau để mình tìm hiểu ha. Do căn của chúng ta hiện nay thì đang khóa nên mình không di chuyển vô trong được, nên mình có thể mượn cái lối di chuyển mình đi ra mặt sau để mình tìm hiểu căn này ha. Mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang. Thì anh chị khách hàng thấy ở cái trong dự án The Standard Bình Dương của chúng ta thì phía chủ đầu tư An Gia bố trí rất là nhiều tiện ích cho cư dân tại đây. Thì đây cũng là một trong những căn mà phía chủ nhà người ta đã mua và người ta đang vô nội thất, người ta đang làm nè anh chị khách hàng ha. Okay. Thì cứ cách khoảng mấy căn thì phía chủ đầu tư An Gia có tạo một cái lối đi như vậy để cho chúng ta đi ra phía sau nhà. Và chúng ta sẽ đi vào cái khu vực không gian của sân sau của chúng ta. Thì phía chủ đầu tư sẽ bố trí cái khoảng lối đi phía sau nhà nè. Đây là một cái lối đi riêng để dành cho bộ phận thu gom rác. Và thậm chí anh chị có thể để những chiếc xe máy ở phía sau này luôn anh chị khách hàng nhé. Thì cái không gian này thì nằm mặt sau nó khuất và những cái thùng rác thì được bố trí phía sau. Thì nó sẽ tạo cho cái căn nhà phố The Standard của chúng ta nó vô cùng là thẩm mỹ luôn anh chị khách hàng ạ. Đây là cái không gian của sân sau anh chị khách hàng nhé. Như anh chị khách hàng để ý nè. Đó, mình bước vào trong. Thì phía sau này thì anh chị khách hàng có thể bố trí cái khu vực để mình rửa, cái bồn rửa phía sau. Và mình có thể để những chiếc xe đạp ở phía sau này, xe máy phía sau luôn. Cũng rất là đẹp cho căn nhà của chúng ta. Và chúng ta có thể bố trí những cái máy rửa để mình rửa xe máy ở phía sau nhà cũng rất là tiện lợi. Thì cái sân sau này là cái khoảng lùi để anh chị có thể để thêm những cái vật dụng nào mà mình ít sử dụng, mình để phía sân sau này cũng được. Bên cạnh đó thì chủ đầu tư An Gia có thiết kế trong cái căn mình có một cái nhà kho ở trên tầng trên cùng luôn anh chị khách hàng nhé. Rồi bây giờ chúng ta có thể nhìn lên view lên trên, anh chị thấy đa phần thiết kế của căn nhà, những căn nhà phố đây là đều là giống nhau. Chị thấy nhìn lên trên nè, chủ đầu tư bố trí rất là nhiều cửa sổ thông thoáng, và với cộng lại cái thiết kế lợp tầng nữa thì tất cả các căn phòng ngủ của chúng ta đều có hai cửa sổ, cửa sổ trước và cửa sổ sau. Nó sẽ tạo đối lưu gió cho cái căn phòng ngủ của chúng ta cực kỳ là thoáng. Mỗi buổi tối đến thì anh chị không cần phải dùng tới máy lạnh luôn á. Nó cũng giúp cho cái căn phòng ngủ của chúng ta rất là mát, và cái môi trường không khí trong lành của tự nhiên nó càng tốt hơn anh chị khách hàng ạ. Nếu anh chị khách hàng nào quan tâm đến cái căn liên kế 6.14 này thì vui lòng liên hệ với
gian qua số điện thoại 0916 470 880 để đến tham quan thực tế và sở hữu ngay cái căn nhà phố rất là đẹp tại dự án The Standard trên trục đường chính của chúng ta anh chị khách hàng nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard Bình Dương và tại căn liên kế 6.14. Xin chào anh chị khách hàng.